trong quá trình các bạn sử dụng TV ấy, thì có những trường hợp mà TV của các bạn nó sẽ không kết nối được mạng internet, và khi các bạn truy cập những ứng dụng sử dụng mạng internet như là YouTube ấy, thì nó sẽ có một cái thông báo lỗi như thế này, nó thông báo là không thể kết nối được mạng và phải thử những cách sau. Thì nó sẽ có một gỡ rối và một hủy, thì chúng ta có thể bấm vào một gỡ rối để kết nối mạng lại, hoặc là chúng ta có thể thoát ra. Sau đó các bạn bấm vào phím ngôi nhà và các bạn truy cập vào cái mục cài đặt ở bên góc trái này, một bình xe bên góc trái, bấm vào đấy một lần. Tiếp theo các bạn vào mục tổng quát dòng thứ 4, đây tổng quát ở bên phải cái dòng mạng dòng đầu tiên á, thì các bạn bấm vào đây. Đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách kết nối lại mạng wifi. Tiếp theo các bạn bấm vào trạng thái mạng để xem là cái trạng thái kết nối mạng của chúng ta nó đang bị lỗi đâu. Ở đây thì nó sẽ báo là TV với cục modem không kết nối được với nhau, chính vì thế không được mạng internet, nó không kết nối được. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối lại với một cái mạng wifi của nhà các bạn bằng cách là các bạn vào mục mở cài đặt mạng. Video hướng dẫn kết nối mạng này thì mình đang sử dụng cho TV 55TU7000, TV 55 inch 4K. Ở đây nó sẽ có mục kết nối mạng không dây là dòng trên và mục dưới là cáp. Thì nếu là nhà các bạn sử dụng bằng mạng dây á, thì các bạn chọn vào mục cáp dòng dưới, dòng thứ hai là cắm cái dây như thế này. Còn nếu các bạn sử dụng kết nối với wifi kết nối không dây thì các bạn chọn vào mục không dây dòng trên. Bấm vào đây thì chờ một lát để TV nó quét những cái mạng xung quanh TV. Ở đây thì nó sẽ hiện lên đề xuất những cái mạng ở xung quanh đây này. Sẽ có ở đây bên mình đã có cái mạng Zanga 5GHz này, Zanga 2.4 này, và điện máy Zanga thì nó sắp xếp mạng là khỏe nhất ở trên cùng. Ở đây thì cái mạng nào mà nhà các bạn nếu có cái khóa như thế này á, thì là yêu cầu mật khẩu, thì các bạn nhập mật khẩu vào. Bây giờ mình sẽ vào cái mạng Zanga 2.4 như là mình là không có mật khẩu nhá. Bấm OK, chờ một lát TV nó kết nối với mạng, nếu nó báo thành công là OK. Ở đây thì nó đang báo là kết nối không dây thành công, TV đã được kết nối mạng internet. Bây giờ bấm OK. Bây giờ mình sẽ vào thử cái YouTube để xem là đã vào mạng được chưa. Bấm vào phím ngôi nhà, sau đó chúng ta sẽ vào ứng dụng YouTube đây. OK này. Đây lên quảng cáo là có mạng rồi. Vừa rồi là mình vừa giới thiệu sơ qua với các bạn cách kết nối lại mạng wifi của TV khi TV nó mới mất mạng. Để tham khảo giá bán của các dòng TV Samsung, các bạn hãy truy cập vào website zanga.vn. Ở đây thì bên mình sẽ cập nhật giá bán tốt nhất cho các dòng TV Samsung và giao hàng miễn phí trên phạm vi là toàn tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn các bạn đã xem video này.